Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay các bạn cái mình mới nhận cái nhà mát làm cột âm thanh các bạn. Cái giường này cái view rất là đẹp các bạn ha. Này mình quay sơ cho các bạn xem. Bên đây là có giường lan nè các bạn. Đó là bạn làm chung với mình đó các bạn. Ở đây có cái hồ cá coi các bạn. Cái view này, cái giường này cái cô chủ nhà đang trang trí, chúng chưa hoàn thành các bạn, còn nhiều hạng mục lắm, gạch rồi còn bỏ lum các bạn ha. Thì hôm nay mình có nhận làm mấy cái cột sơn cẩm thạch màu hồng các bạn của cái nhà mát nè, thì mình quay chia sẻ các bạn cùng xem các bạn ha. Cây này đã hoàn thành rồi các bạn, mình xong cũng được mấy cây rồi. Đây còn cây mình chưa xong rồi các bạn, mới thổi lót các bạn. Còn cây này mới đập nền vẽ dân các bạn, chưa lên bóng rồi ha. Ở đây mình xong được 3 cây rồi. Rộng lắm các bạn. Còn cái cô đây, cái nhà đây thiết kế rất là đẹp. Mình hôm nay cũng chia sẻ các bạn cách tạo dân cẩm thạch màu hồng nha các bạn. Thì các bạn mời các bạn cùng xem. Cột khi đó mình chét hai nước, mình xả láng mịn rồi các bạn, thì mình sẽ phun lên một lớp lót màu các bạn ha. Mình tạo nền trước các bạn. Tan nha các bạn, cái chân này nó tan nha, nó nhẹ ra nha, tự động nha, mờ dần nha, đừng lập xen kẽ vào những cái khoảng trống. Mình đập nền xong rồi mình tiếp tục các bạn ha. Giờ mình sẽ đập trắng theo cái những cái mảng đậm này các bạn. Đập trắng từ trong, đập lan ra ngoài các bạn ha. Sử dụng trắng ngoài nha các bạn. Thank you.
đập cái nền trắng không các bạn. Giờ mình tiếp tục mình vẽ cho lân nứt nữa là mình hoàn thành cái cọ các bạn ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái cọ nhỏ này với miếng mốt nhỏ hơn các bạn. Mình dắt miếng mốt lại. Mình vẽ các bạn xem, mình vẽ vẽ theo mình thôi các bạn ha. Bạn cứ vẽ tự nhiên. Gạt các bạn. Dễ dần xong các bạn. Bây giờ là mình chỉ phun bóng nữa là mình hoàn thành cái cột nha các bạn. Mình thở đang phun bóng đó các bạn. Bóng này các bạn nhớ phun 3 nước nha các bạn để cho nó có độ bóng là nó sâu và tuyệt đối luôn các bạn, nó bóng lóng luôn á. Khi mà các bạn tạo dân xong á, các bạn phun bóng lên là dân nó màu đậm màu nhạt, nó ẩn ra nhìn là cây cột nó có chiều sâu đẹp các bạn. Dán cái hộp rồi quá mất cả mũi. Khi mình phun đủ 3 nước bóng rồi cái cột nó bóng lóng là mình đã hoàn thành xong cái sản phẩm cây cột giả cẩm thạch hồng của mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn.